Phần tin thế giới hôm nay là tin đến từ khu vực Trung Đông. Thủ tướng Do Thái nói rằng hiện nay đang là giai đoạn cuối để loại bỏ phe Hamas. Thủ tướng Do Thái là ông Benjamin Netanyahu phát biểu trong cuộc gặp gỡ các học viên của Học viện Quốc phòng Do Thái tại văn phòng Thủ tướng vào ngày hôm nay 2 tháng 7 như sau. Quân đội Do Thái đang tiến gần tới giai đoạn cuối cùng của việc loại bỏ lực lượng Hamas ở giải Gaza. Một lần nữa, ông tuyên bố Do Thái sẽ đạt được các mục tiêu như là đưa con tin trở về nhà, loại bỏ năng lực quân sự và quản lý của phe Hamas, cũng như bảo đảm rằng giải Gaza sẽ không gây ra mối đe dọa nào đối với Do Thái và người dân Do Thái phải di tản ở miền Bắc, miền Nam sẽ được trở về nhà. Trước khi thực hiện chiến dịch quân sự tại Rafah vào tháng 5 vừa qua, các nhà lãnh đạo của Do Thái khẳng định thành phố phía nam của giải Gaza này là thành trì cuối cùng của phe Hamas. Vào hồi tháng trước, Thủ tướng Do Thái cho hay giai đoạn giao tranh khốc liệt ở thành phố Rafah sắp kết thúc và trọng tâm của quân đội Do Thái sau đó có thể chuyển sang biên giới phía Bắc với Lebanon. Ông nói vừa hồi cuối tháng 6 rằng giai đoạn hiện nay của cuộc chiến sẽ kết thúc tại Rafah, rồi sau đó Do Thái sẽ tiếp tục nhổ cỏ tận gốc. Theo cơ quan y tế ở giải Gaza, đã có ít nhất 37.700 người thiệt mạng và 86.400 người bị thương kể từ khi do Thái mở cuộc tấn công đáp trả Hamas ở dải Gaza. Quốc hội Phần Lan thông qua hiệp định hợp tác quốc phòng với Mỹ. Vào ngày 2 tháng 7, Quốc hội Phần Lan đã thông qua hiệp định hợp tác quốc phòng với Mỹ. Theo đó sẽ cho phép tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ và lưu trữ các thiết bị quốc phòng ở quốc gia Bắc Âu này. Hiệp định cho phép Mỹ tiếp cận 15 căn cứ quân sự ở Phần Lan, đồng thời cho phép lực lượng Mỹ hiện diện và huấn luyện cũng như bố trí các trang thiết bị phòng thủ trên lãnh thổ này. Ngoài ra, hợp tác cũng tăng cường sự hợp tác giữa hai nước trong các tình huống khủng hoảng. Hiệp định hợp tác quốc phòng với Mỹ đã được chính phủ của Phần Lan ký vào năm 2023 với mục đích tăng cường khả năng an ninh và phòng thủ của Phần Lan. Hiệp định được đưa ra sau khi quốc gia Bắc Âu này gia nhập vào tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, được gọi tắt là NATO vào tháng 4 2023. Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Phần Lan là Kimmo Kilumen, xin lỗi quý vị Kilunen, quan nghênh việc thông qua Hiệp định Hợp tác Quốc phòng với Mỹ là thời khắc lịch sử. Trước đó, Mỹ đã cam kết Hiệp định tương tự với 11 quốc gia NATO khác, trong đó có những nước láng giềng của Phần Lan ở Bắc Âu là Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch. Ukraine phá vỡ âm mưu đảo chánh Cơ quan an ninh của Ukraine vừa bắt giữ một nhóm nghi phạm có âm mưu đánh chiếm tòa nhà quốc hội, kích động bất ổn và thực hiện một cuộc đảo chánh ở thủ đô Kiev. Âm mưu đảo chánh này đã được lên kế hoạch vào ngày 1 tháng 7 dưới vỏ bọc Hội đồng Nhân dân ở trung tâm thủ đô. Nhóm nghi phạm này đã lên kế hoạch tổ chức bạo loạn ở thủ đô sau ngày hiến pháp Ukraine, tức là ngày 28 tháng 6. Cơ quan an ninh của Ukraine cho biết thêm, nhóm này được cho là sẽ tuyên bố không công nhận tính hợp pháp của giới quân sự và chính trị hiện nay của Ukraine. Sau đó, họ cố gắng đánh chiếm tòa nhà quốc hội và ngăn chặn các hoạt động của quốc hội Ukraine. Cơ quan an ninh của Ukraine xác định, Nhóm này được lãnh đạo bởi một nhà đồng sáng lập một tổ chức phi chính phủ, là tổ chức nổi tiếng với các hành động chống Ukraine kể từ năm 2015. Hiện nay, Ukraine vẫn chưa công bố tên tuổi của kẻ chủ mưu nhưng khẳng định rằng nhóm này có nhiều đồng phạm ở ngay thủ đô Kyiv cũng như tỉnh Dnipropetrovsk cùng với các vùng khác của Ukraine. Cơ quan an ninh Ukraine cho biết thêm, họ còn tịch thu được vũ khí, đạn dược, máy điện toán cũng như các thiết bị liên lạc trong tiến trình khám xét những nơi có liên quan. Tội danh mà nhóm nghi phạm này đang bị điều tra bao gồm âm mưu sử dụng vũ lực để cướp chính quyền, lật đổ trật tự hiến pháp của Ukraine tội danh này có thể bị phạt tù lên tới 10 năm. Moscow thông báo tịch thu một phần tài sản của cựu tổng thống Ukraine là Pyotr Poroshenko trong một công ty ở nước Nga. Tòa án quận hạt Ochiarsky của Moscow đã ra phán quyết quốc hữu hóa công ty bánh kẹo Roshen có trụ sở ở Lipetsk miền tây của nước Nga. Công ty này đã bị điều tra về nghi án trốn thuế trong nhiều năm. Người đứng đầu cơ quan thừa phát lại của Nga là Dmitry Aristov cho biết cổ phần của Poroshenko trong công ty cổ phần nhà máy bánh kẹo này đã được chuyển giao cho nhà nước Nga. Theo cơ quan an ninh Nga, chủ sở hữu của Rosen bị cáo buộc tài trợ cho lực lượng vũ trang Ukraine ủng hộ các chính sách chống lại nước Nga. Ông Poroshenko và con trai là Alexei cũng bị cấm tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào trên lãnh thổ của nước Nga. Tập đoàn Rosen mua lại nhà máy ở Lipsbeck vào năm 2001. Đến năm 2014, hoạt động sản xuất bị đình chỉ do một vụ án hình sự khi giám đốc điều hành địa phương của công ty bị buộc tội âm mưu sử dụng trái phép nhãn hiệu đã ghi danh để thu thêm lợi nhuận. Nhà máy sau đó đã hoạt động trở lại và ngừng hoạt động hoàn toàn vào năm 2017. Được biết ông Poroshenko thành lập tập đoàn Rosen vào năm 1996 và sau đó cam kết bán tập đoàn bánh kẹo của mình nếu như giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Ông được bầu làm tổng thống Ukraine vào tháng 6 2014, nhưng không tìm được người mua lại công ty. Đến năm 2019, ông Poroshenko để thua ông Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống. Cựu tổng thống Ukraine hiện đang là người đứng đầu của đảng đoàn kết Âu Châu, một đảng đối lập nhỏ với 27 ghế trong cơ quan lập pháp quốc gia bao gồm 450 thành viên của Ukraine. Lần đầu tiên thủ tướng của Hungary đến thăm Ukraine kể từ khi Nga đem quân xâm lược Ukraine. Thủ tướng của Hungary là ông Viktor Orbán lần đầu tiên đã đến thủ đô Kiev kể từ khi chiến sự tại Ukraine bùng phát để thảo luận với tổng thống Zelensky liên quan tới triển vọng hòa bình cho Ukraine. Ông Bertalan Havasi là phát ngôn viên của văn phòng Thủ tướng Hungary thông báo ông Viktor Orbán đến thủ đô Kiev vào sáng hôm nay 2 tây tháng 7, tức là chỉ một ngày sau khi ông tham dự kỳ họp thượng đỉnh của khối Liên hiệp Châu Âu tại Vương quốc Bỉ và tiếp nhận vai trò là chủ tịch luân phiên của khối Liên hiệp Châu Âu. Phát ngôn viên của Thủ tướng Hungary không tiết lộ chuyến viếng thăm lần này kéo dài bao lâu nhưng xác nhận rằng ông Orbán dự kiến sẽ họp cùng với tổng thống Ukraine là ông Zelensky. Hai nhà lãnh đạo này sẽ thảo luận thêm về một số vấn đề hiện nay trong mối quan hệ song phương giữa hai nước. Thủ tướng Hungary được xem là lãnh đạo của khối hiệp châu Âu có lập trường thân thiện nhất với Nga. Ông ta đã nhiều lần kêu gọi khối châu Âu hãy hạn chế không nên can thiệp vào cuộc xung đột tại Ukraine cũng như không nên viện trợ vũ khí cho quân đội Ukraine để chiến sự sớm kết thúc. Ông ta cũng ủng hộ về việc Nga và Ukraine đàm phán. Hồi đầu tháng 6 năm nay, trả lời cuộc phỏng vấn trên đài TV số 2 của Hungary, ông ta nhận định rằng Khối hiệp châu Âu chỉ cần ra quyết định ngưng cuộc chiến ở Ukraine là chiến sự sẽ kết thúc sau 24 tiếng đồng hồ. Ông ta cũng cảnh báo rằng châu Âu nếu can thiệp sâu hơn vào cuộc xung đột tại Ukraine sẽ đồng nghĩa với việc tiến gần hơn tới chiến tranh với nước Nga. Thưa quý vị, máy bay Boeing 7879 Dreamliner của Air Europa gặp nhiễu động mạnh trên bầu trời Đại Tây Dương rạng sáng ngày 2 tháng 7, khi đang di chuyển từ Tây Ban Nha đến Montevideo của thủ đô Uruguay, chở theo 325 người. Dụ nhiễu động này đã hất tung các hành khách khỏi ghế ngồi, khiến ít nhất là 40 người bị thương. Máy bay phải chuyển hướng và hạ cánh xuống Naito, công phía đông bắc của Brazil, nơi có hơn 10 xe cứu thương chờ sẵn hình ảnh trong khoang cho thấy ghế ngồi nghiêng ngã mặt nạ dưỡng khí đồ đạc vương vãi trần máy bay bị bung toạt một người đàn ông đã mắc kẹt sau khi bị hất tung lên khoang hành lý khiến cho các hành khách khác phải cùng nhau kéo người này xuống hoan một hành khách trên máy bay mô tả tai nạn giống như trong phim kinh dị và như có trải nghiệm cận tử cảm giác như đang rơi tự do với tốc độ không thể lường nổi bộ ngoại giao uruguay cho biết những người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện Air Europa đã điều máy bay mới từ Madrid đến Nathan để đưa các hành khách đến Montevideo. Giới chức địa phương cũng chuẩn bị xe bus cho những người có nhu cầu. Theo nghiên cứu năm 2021 của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ, tai nạn hàng không liên quan đến nhiễu động không khí là phổ biến nhất. Một phần ba trong số vụ tai nạn cơ quan này ghi nhận liên quan đến nhiễu động không khí, nhiều vụ gây ra thương tích nghiêm trọng, song không làm hỏng máy bay. Vào tháng 5, máy bay Boeing 777 của Singapore Airlines gặp nhiễu động nghiêm trọng và đột ngột ở độ cao 11.200 m khiến một người thiệt mạng do đau tim và hàng chục người bị thương. Tiếng liên quan tới môi trường các vụ cháy rừng tại khu rừng rậm Amazon được xem là tồi tệ nhất trong 20 năm qua. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm nay đã có hơn 13.000 vụ cháy. Dữ liệu vệ tinh công bố vào ngày 2 tháng 7 cho thấy khu rừng rậm Amazon tại Brazil đã ghi nhận tổng cộng tới 13.500 vụ cháy rừng trong nửa đầu năm nay, tức là tăng hơn 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số tồi tệ nhất trong vòng 20 năm qua. Giới chuyên gia cho rằng, số vụ cháy rừng tăng mạnh ở khu rừng rậm Amazon trong 6 tháng đầu năm vừa qua là do đợt hạn hán lịch sử tại rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới này. Kể từ khi viện nghiên cứu không gian quốc gia của Brazil bắt đầu lưu trữ các dữ liệu vào năm 1998 thì chỉ có 6 tháng đầu năm của năm 2003 và năm 2004 ghi nhận nhiều vụ cháy rừng hơn 6 tháng vừa qua. Rừng rậm Amazon được coi là lá phổi xanh của trái đất chúng ta giúp làm giảm tình trạng ấm lên của toàn cầu bằng cách hấp thu khí carbonic trong 6 tháng đầu năm nay, hai hệ sinh thái khác ở phía nam rừng rậm Amazon, gồm có đầm lầy nhiệt đới Pantanal và thảo nguyên Cerrado cũng ghi nhận số vụ cháy rừng lên tới kỷ lục. Pantanal là một trong những vùng đầm lầy nhiệt đới lớn nhất thế giới. Phần lớn diện tích thuộc tiểu bang Mato Grosso của Brazil là nơi sinh sống của hàng triệu con cá sấu, rái cá lớn cùng với loài chim và loài vẹt là nơi có mật độ báo đốm cao nhất thế giới. Đã xảy ra 3.500 vụ cháy rừng trong nửa đầu năm nay, tức là tăng hơn 2.000% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tại Cerrado, một trong ba thảo nguyên lớn nhất thế giới, đã ghi nhận 13.230 vụ cháy rừng trong vòng 6 tháng đầu năm nay. Thảo nguyên Cerrado bao phủ khu vực bằng diện tích của cả nước Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Anh Quốc cộng lại.